Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay cũng vào giữa tháng 4 rồi, nhiều trái cây ở quê mình vào mùa chín gộ rất là ngon ha. Rồi hôm nay thì mình mua xài ủng hộ cô chủ vườn này nè, và nghe cô tâm sự về cái mùa xài năm nay nha cả nhà. Cái này là xài cắt chu hả cô? Chu. Cái đó thiên lên con lựa với. Con lựa tiếp chứ cô, vài ký cho bển con còn nhiều quá trời luôn. Nhìn là thấy biết nó ngon rồi. Nhìn là thấy nó già biết ngon rồi đó. Mà tại vì mua nhiều quá ha, không có kịp á. Xài ngon gì mà có 5 ngàn ký. Đăng lên luôn. Xài này có 5 ngàn ký mà nó chín ngon gì nè. Quay lên cho mọi người biết. Mua ủng hộ bà con mình. Đủ được không? Không hỏi chúng ta cùng đó nữa. Cái này không đâu. Cái này là chín cây hay là mua chín cây á cô? Chín cây này cô vợ cô bẻ xuống không à? Cái này cô bẻ tự chín cây xuống. Giờ hồi đó cô có xịt xài không biết mà xịt cực lắm không có dễ đâu. Đó cô thấy cô có xịt xài cô biết đó. Tại ngay cái đợt này sao mà nó rẻ quá trời luôn hả? Trời rẻ luôn, bởi vì rẻ cũng tội nghiệp. Phải nha, 16 cây xài. Rẻ cũng tội nghiệp nhà vườn nữa. Cô xịt ra, là giờ lỗ cái này bỏ tiền thuốc ra cô là được có 200 ngàn bà. Dạ. Mấy tháng trời cô thấy đó, mấy tháng. Dạ. Lời được có 200 không. Mà theo mà hồi lúc mà công ty nó bẻ ha, là nó bẻ một cái gấp ha. Là mình cũng lời được vài trăm ngàn. Thường thường là cô bán nhiêu ký? À, hổng gài nó không có bẻ. Vậy đó. Thường thường 5 ký đi. Thường thường là nhiêu ký cô mà bây bữa giờ? Bữa hổm nó bẻ được 7 ngàn. Dạ. Mà nó bẻ cô được có 10 sọt. Rồi còn đắt cái bám xài mà nó bẻ chưa được phân nửa nữa, nó để không dài nó vụn. Dạ. Cô đẩy bán lẻ gì không nè. 7 ngàn là mình còn có lời ha. 7 ngàn nó bẻ cái gục mình còn có lời. Dạ. Rồi nó không có bẻ nữa, nó bẻ có 10 sọt nó ngưng luôn, luôn tới bây giờ luôn á. Cô bẻ không gài là không phải nó ngưng, không gài là 10 ngày rồi đó. Cái này nó ngon gì nha, mà có 5 ngàn ký nè. Đủ rồi đó. Muốn lấy 5 ký đi. Có 5 ký à thêm nó đi. Ở dưới nãy 20 ngàn, chẳng 50 ngàn. Nó ăn qua được rồi. Không mua xà kia, xà sống để lo ăn được. Thì cái đó hả? Chị 3-4 bữa là ăn hết đợt này đó. Chị nào cô hái nữa thì ngang cô kêu ha. Ngang cô kêu ha. Con mua tiếp chưa? Nó bán mỗi trời nó 10 ngàn. Mày ăn rồi ăn không? Nó bán 10 ngàn. Nó nãy giờ nói 10 ngàn đó. Nó bán dành chút chút à. Nãy tôi nói mua đi. Nó bán 10 ngàn đó. Cái gỗ nó là 10 ngàn đó hả? 10 ngàn đó. Gỗ nó cỡ 5 ký hả? Cỡ 5 ký là 10 ngàn đó hả? Nó dặn lỗ gì đó. Rửa mình bỏ ra. Bán 10 ngàn ba. Con mắt cũng lòi đó. Mấy ký cô đâu? 6,5 ký. 6,5 ký đó có 10 ngàn bạc. Cô Nam ăn tiếp cổ đi. Đó, 10 ngàn bạc đó đó. Nó dập ăn lỗ, lỗ vậy đó. Mà không ăn không á. 10 ngàn bạc cũng phải mua. Con à, cô ăn con nhiêu đi. Con tiếp nhiêu đi. Ngày mai mốt có đi ngang cho con nữa nha. Bỏ cái này lại cho con. Dạ. Nè, bỏ giùm bơ cái canh giùm đi. Nó sợ dữ lắm rồi, nó không mua bắt giùm đây. Mấy ký. Bột lại nó gớt không cô đâu này. Mà từ mới đường bịch dương 1 ký luôn. Bán cho mở 30 ngàn bạc cho con lệ. Mới 3 ký mấy à? 3 ký hả? 3 ký mấy? 3 ký mấy không biết 3 ký mấy luôn, lựa chứ chẳng 4 ký đây. Đi. Dạ cho nó dễ. Cái nó hơi hơi thầy cho nó phàn hơi chín để con ăn không kịp. Tại vì bên nhà con chín nhiều quá trời luôn. Cái này còn cứng mà. Cái này này không ra. Dạ cứng nè. Cái này cứng nè. Dạ. Để đi. Rồi bỏ lên đây. Không có gì đâu. Trời ăn từ từ. Chỉ rồi cái thằng cháu hôm nay nè. 4 ký đó. Cô mua ai không mà cô không mua. Rồi 4 ký. Thầy qua trễ thầy ta. Bán tiếp. Rồi cảm ơn nha cô. Dạ. Rồi giờ kêu nó mua rồi đó. Em mới nói đó. Hả? Cậu Tân ơi. Cô sẽ chín không?
xài chín ăn không chú ơi? Rẻ quá hả? Còn hả? Tại vì cô thấy mình tội nghiệp quá, con mua tiếp vậy tí. Còn nhóc một tủ lạnh. Không, cái chạy phụ đại mua đi, mời mời không có đâu. Dạ. Ê, miễn đi mốt qua cô đi ngang, cô có một chân á. Dạ, cô con, cô bán dạ. Anh chị gọng gãi bán chú. Có, mà nếu mà nó có lên thì mừng cho cô chú, mà nếu mà còn bán nữa thì ngang kêu con tiếp. Ăn mua hai chị em ăn dữ thần đâu. Nãy tụi nghiệp với thằng dạ. 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 Trời ơi, xài cái cô á, hột xíu mà ngọt quá. Bữa nay cô bán lên giá chút rồi đi, cô bán vậy tụi nghiệp cô quá. Thôi đó thôi. Để bà con bán cho bà con ăn mà. Dạ. Trả gì? Nó cũng bán 5.000 ký đó. Dạ. Mua cho mì hai mẹ con mua cho mì là 12 ký. Bữa nay ngủ nay mua nó trời ơi, con còn nhóc tuổi. Em đi củi. Phải mà nó còn nhỏ nhỏ thì chắc có giá đó cô. Bây giờ nó chín hết. Nó nghe ha, bây giờ nó chưa già. Dạ. Chứ xài này thì tới như mặn mình phải bẻ thôi chứ thôi nó chín. Mới vừa ấy là nó mới gót bói bạn chừng mớ à. Rồi công ty nó bẻ thì nó bẻ bữa đó nó bẻ là nó đây. Tính nhỏ con gái nó nói bây giờ của bà bẻ hai bữa đi. Bữa trước bẻ nó kêu bẻ ít thôi, bẻ 10 sọt. Mới 10 sọt nó nói ngày mơi nó là bẻ hết luôn nha. Là tối là nó hồi luôn. Tối là ngưng luôn á. Nó dạ. Hồi nó nói giờ để chừng nào nó ăn à, nó chứ bữa nay nó ngưng rồi. Rồi lý do là sao mà nó vậy cô? Nó giờ nó ra không được. Giá nó mua về như là nó không có chỗ ra. Nó mua nhiều quá bán không có chỗ ra. Bán không kịp á ha. Bán không kịp giờ nhiều quá rồi. Dạ. Mà tiền chết rồi bắt đầu ha ngưng hổng gà cô biết không? Cái cô á bắt hàng á hai bữa cái ta đi bẻ cho ta sọt cái bẻ ăn sọt rồi gớt ha cô lụm ba sẽ chín vậy nè giờ ba cái này chín á còn nào cũng lụm về dùng cho cá ăn cho ốc ăn cái đó bữa nào cái nấu sọt đó là con bỏ một sọt á người ta là xài rồi xài cắt chu cắt chu cái này cắt chu không à rồi bắt đầu cái là vợ không ngày vợ thì chín đi bán vậy không đó rồi quà lộc bây giờ nó lấy nó rẻ quá trời chị sao quà lộc bây giờ cũng rẻ ghê cân bán lại á. Còn lại lon 2.000 mà tao không mua nữa. Đúng rồi. Lon 2.000 lắm. Không mua nữa. Cháu em cả tháng mấy nó không bán được luôn. Trời ơi, 2 ký với hồi nãy này 3 ký với nãy 5 ký là 8 ký. 8 ký, 8 ký với 5 ký xài trứng. 8 4 32 hả? 8 45. 8 ký xài sống á. 40. Cái đơn mấy ký? Hồi nãy 5 ký cho 20.000. Mua giùm 3 ký. Cô 8 hả? 12.000 mua cô cho đó. Dạ. 32.000. 32.000 với 57.000 nữa mẹ lấy về trái xài nó chẳng 30.000 đi bà ơi, 60.000 đi bà nội ơi, biết tiền đâu 3.000 nữa thôi. Rồi à. Dạ. Chúc cô với chú bán mau hết xài nha. Rồi mùa tới là chúng mùa được giá nha. Cảm ơn cô nha.